chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Chúng ta sẽ đến với lượt thứ ba. Đây sẽ là một lượt chiến khốc liệt. Quốc Tít, Nguyễn Đức Dương, Zuki, Nguyễn Trọng Hoàng Nam, Hitman và Trần Minh Quang, Quay Trần. Go! Go! Cay à! Trời ơi! Sao bạn đẩy tôi vậy? Cay và Bảo Anh không vào được. Heo ơi! Cay không còn mở nữa. Cay và Bảo Anh và Chibu đang đứng trước một cửa phòng. Đó là cửa phòng của Quốc Tít. Đối với mình thì việc có phải là ứng viên quán quân cho Street Dance hay không, đối với xét về khả năng của bản thân thì mình khá tự tin. Khay, ngay bây giờ sẽ được sử dụng quyền ưu tiên. Khay có muốn được vào phòng Quốc Tít đầu tiên hay không? Ok. Khay được vào trước. What's up, what's up, what's up? Khay muốn nghe Quốc Tít nói về những suy nghĩ của mình. Thì cái lý tưởng của tôi đấy là muốn cho nhiều người biết đến cái cộng đồng nhảy múa và đẩy cho nó ra rộng hết cỡ có thể, để cho tất cả anh em về tương lai của cái cộng đồng nhảy Việt Nam cũng được đi xa hơn. Và cái thứ hai là tôi muốn biết được cái tầm nhìn của Cây trong cái chương trình này và đối với anh em nó sẽ là như thế nào. Tôi luôn mong muốn đến với chương trình này là đưa tất cả các tuyển thủ Street Dancer Việt Nam mình, để cho tất cả mọi người thấy là Việt Nam mình rất có nhiều nhân tài. Cây muốn có một cái gia đình thứ hai của mình là tất cả các anh em dancer, vì chắc chắn Quốc Tít biết là Cây rất là mê nhảy. Cây đã bỏ lỡ một lần rồi, Cây không muốn bỏ lỡ lần thứ hai. Xếp hàng ạ, xếp hàng ạ, xếp hàng ạ, xếp hàng ạ, không chen lấn xô đẩy ạ. Xin anh tự trọng ạ. Cây chờ người nãy hơi đẩy tôi nha. Ở đây là cửa hàng hot ạ. Trọng Hiếu đã tiến về phòng của Quốc Tít. Bốn captain chọn một người. Đến mức đấy anh Hiếu, đến mức đấy. Mời Bảo Anh. Bảo Anh đến đây với đóng cửa lại đi mọi người. Với tư cách là một người nghệ sĩ, nói chuyện với một người nghệ sĩ, Bảo Anh rất là muốn có Quốc Tít ở trong đội của anh. À, chắc phải xài chiêu cuối quá, tại vì đông quá. Quay. Đây là một tấm thẻ, gọi là triệu hồi Bảo Anh bất kỳ lúc nào, bất kỳ điều gì, chỉ cần gọi điện. Ok. Ok. Ok chị. Quốc Tít. Tôi cảm giác đây là tôi hiếm khi nào phải đứng trước cửa phòng của một chàng trai và chờ đợi lâu như thế để được gặp chàng. Trời ơi, cái cảm giác đó. Anyway, thì từ đầu chương trình đến giờ thì Chi thực sự là chưa có tương tác gì nhiều với cả Quốc Tít cả. Sau những cái phần trình diễn của Tít á, thì Chi cảm thấy là bạn có một cái chất nó đến từ trong máu. Cái chất này là một cái màu mà Chi rất muốn đưa vào đội của mình. Và bên cạnh đó thì Chi còn nhìn thấy được cái tố chất Thành Quang Quân. Tại sao lại bây giờ cũng có bốn đội trưởng đang chạy vào thì Tít nghĩ sao? Là nghe hết thôi, nghe hết rồi, okay. Sau đấy phân tích thôi. Okay. Các em muốn biết là cái tầm nhìn xa hơn. Và Hiếu thì biết rất nhiều về chuyên môn và Hiếu cũng biết là khán giả thích cái điều gì. Như thế là Hiếu, mà tất cả cái trải nghiệm của Hiếu và kinh nghiệm của Hiếu thì có thể trao được cho mọi người. Như thế là đấy, Tít chờ Hiếu nhá. Ok. Bro man. Lúc đầu tôi nghĩ nó sẽ rất là nhanh là vào pick người nói rồi là xong. Nhưng mà no, hoàn toàn rất là lâu và tôi đã phải ngồi trong phòng rất là lâu luôn, cực kỳ lâu luôn. Tôi ngồi tôi chờ đợi rất là lâu và gần như là tôi ngủ được vài giấc luôn. Chị Chibu bước vào nhưng trên tay không có gì cả. Thì chị Chibu mới lại bảo với tôi là em ráng đợi chị nha, em ráng đợi chị. Chị còn phải nhường khăn cho những người khác, em ráng đợi chị. Thế là tôi ok, tôi hoàn toàn đợi, tôi hoàn toàn sẽ đợi. Chúng ta nhận thấy là có một sự tiếc nuối của Trọng Hiếu. Vì sao ạ? Trọng Hiếu muốn vào phòng của ai nữa ạ? Hitman. Phòng của Hitman. Nhưng Trọng Hiếu vì chờ đợi trước phòng Quốc Tít quá lâu nên đã hết thời gian rồi. Hitman chờ Hiếu nha. Dạ vâng, em vẫn ngồi đây thôi. Trong lượt này cũng chỉ có hai người match với Captain của mình.
họ đang chuẩn bị tiến ra tiền sảnh. Tôi nhận thấy có một tuyển thủ đang tiến tới. Và đó là Quốc Tít. Chi đã có một cái linh cảm trước khi mà gặp Quốc Tít là bạn ấy sẽ chọn mình. Chúc mừng Kay Trang. Chúc mừng Kay Trang. I love you bro. Quốc Tít trở về với Kay Trang. Chúc mừng thành viên đầu tiên. Em cảm nhận được cái năng lượng của hai anh em kết nối với nhau nó ở một cái mức nó sâu hơn. Cái tầm nhìn của Kay Trần cũng có những cái điểm tương đương với tầm nhìn của mình. Kay Trần đã sử dụng quyền ưu tiên một cách rất hiệu quả. Chúc mừng Kay Trần với thành viên đầu tiên. Tôi thấy người thứ hai đang ra. Yeah. Yo bro. Yo. What's up? What's up? Quay gì đấy? Quay gì đấy? Hey, how you doing, man? Phải không? Ok không? Okay. Đây, Hiếu vào vào phòng Zuki này, người đầu tiên vào đây. Hiếu muốn trao khăn cho Zuki và Hiếu mong là Zuki cũng chọn Hiếu để làm vào team Trọng Hiếu nhá. Xin chúc mừng thành viên thứ hai của team Trọng Hiếu.